nghe đọc truyện .net. Mời các bạn đón nghe câu chuyện Chuyện ma bệnh viện số 203 qua giọng đọc Đình Soạn. Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày cuối đông năm ngoái. Đêm hôm đó, cậu tôi bị ốm nặng, phải nhập viện. Gia đình rất lo lắng và đưa lên bệnh viện Hồ Sen. Nhưng họ bảo phải chuyển gấp lên bệnh viện tuyến trên. Và cậu tôi được chuyển lên bệnh viện quân đội 203. Khi được đưa lên đây, và sau khi được khám xét, các bác sĩ trực ban ở đó kết luận là có thể cậu tôi bị xơ gan và phải nằm viện một thời gian để chữa trị và theo dõi. Cậu tôi được làm thủ tục nhập viện và chuyển lên phòng ngay đêm đó. Lúc đó là khoảng 1 giờ 30 sáng, nên mọi người cử lại ở đó hai người chăm sóc, còn tất cả về nghỉ ngơi để sáng mai còn thay nhau lên chăm sóc cậu. Sáng sớm hôm sau, mọi người phân công và chia thời gian để chăm sóc cậu. Do nhà tôi không ai muốn trông ở bệnh viện vào buổi tối, nên tôi phải lãnh trách nhiệm trông cậu từ 22 giờ đến 7 giờ sáng hôm sau. Cũng vì chả có việc gì làm, nên tôi cũng đồng ý và không có gì phàn nàn về quyết định ấy. Đêm đầu tiên tại bệnh viện, cậu tôi nằm ở tầng 3. Để lên được phòng của cậu thì phải đi qua một dãy hành lang và một cái cầu thang xoắn dài và tối. Trên trần chỉ có vài ba bóng đèn neon nhỏ và mỗi cái đều cách rất xa nhau. Ánh sáng le lói từ những cái đèn lại càng làm cho khung cảnh của bệnh viện thêm phần ớn lạnh. Đi đến cuối hành lang thì có một tấm bạt lớn được căng ra. Sau tấm bạt đó là công trường đang xây dựng một khu nhà mới của bệnh viện. Cũng do lúc tôi đến thay ca cho dì tôi là vào khoảng 9 giờ 30. Hiện vẫn còn sớm lắm, bệnh viện còn đông người, nên tôi không có cảm giác gì và đi lại rất bình thường. Mọi chuyện chỉ bắt đầu diễn ra vào khoảng nửa đêm. Lúc này, mọi người ngủ hết và chỉ còn một vài người y tá trực đêm, thỉnh thoảng lại đi ra ngoài hành lang. Lúc đó là khoảng 0 giờ 30. Cậu tôi thức giấc và kêu đói. Tôi bảo cậu chờ một chút để tôi chạy đi mua đồ ăn. Tôi đứng dậy và loay hoay tìm cái cặp lồng để đi mua đồ ăn, thì bỗng thấy có một cái gì đó lướt nhanh qua cửa sổ. Do cửa sổ có một tấm kính mở, nên chỉ nhìn đó là một cái gì đó màu trắng và đi rất nhanh. Lúc đó tôi nghĩ chắc là chị y tá nào đi qua hay là phòng nào có bệnh nhân bị làm sao nên y tá mới chạy nhanh như thế. Tôi lấy cặp lồng và ví tiền rồi mở cửa phòng đi qua và không quên hỏi mấy người nhà của bệnh nhân cùng phòng là có cần gì không thì tôi mua giúp. Nhưng không ai cần gì và có vẻ họ không muốn bước chân ra khỏi phòng vào cái giờ này. Đi ra ngoài được một đoạn, tôi quyết định hỏi mấy chị y tá xem căng tin của bệnh viện còn mở cửa không, thì tôi xuống đó mua nhanh đỡ phải đi đâu xa. Nghĩ là làm, tôi đi đến phòng trực của mấy cô y tá ở dãy hành lang và nhìn vào đó thì không có ai. Đang nghi bụng là quả này đen rồi, lại phải đi tận ra ngoài đường mới mua được đồ ăn. Thì từ đằng xa, tôi thấy thấp thoáng một cái bóng trắng đang đi rất nhanh về phía cái cầu thang xoắn ở cuối hành lang. Tôi chạy theo, định gọi, nhưng chợt nhớ ra là nửa đêm, hét lên bây giờ thì bị chửi chết, nên cố gắng chạy thật nhanh về phía cầu thang. Tôi chạy thật nhanh, nhưng lạ một điều là càng chạy thì cô y tá ấy đi càng nhanh. Mặc dù tôi có chạy như thế nào cũng không bắt kịp được cô ấy. Tôi bực mình gọi thật lớn, "Chị gì ơi, chị y tá gì ơi, dừng lại cho em hỏi một tí." Nhưng đáp lại tiếng gọi của tôi là một sự im lặng đến đáng sợ. Tôi chạy đến cầu thang và đi xuống, thì thấy cô y tá rẽ vào một hành lang rất tối, mà tôi chưa bao giờ vào đó, và hình như cô ta biết tôi đi theo, nên còn giơ tay vẫy vẫy,
ra hiệu cho tôi đi cùng. Nhưng tôi thấy chỗ đó tối om, mà bây giờ cái mình cần là phải đi ra đường mua đồ ăn cho cậu, nên không đi theo cô ta, mà chạy thẳng ra cửa và đi mua đồ ăn. Khi về, tôi lại phải đi qua dãy hành lang tối mờ mờ ấy. Không gian lúc này yên tĩnh đến đáng sợ. Tôi có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đập liên hồi trong ngực. Không một tiếng côn trùng kêu. Những bóng đèn nê ông sáng mờ mờ trên trần thì đung đưa theo gió, khiến cho mọi thứ tưởng chừng như đang sống dậy. Đi qua dãy hành lang, thì đến cái cầu thang xoắn và cạnh cái chân cầu thang ấy là lối rẽ mà cô y tá vừa rồi rẽ vào. Đi gần đến đó, tôi chợt nhớ ra cô y tá đó. Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm. Người gì mà mất lịch sự. Làm y tá mà người nhà bệnh nhân gọi cũng không thèm thưa. Đúng là cái độ vô học. Tôi đang lẩm bẩm như thế, thì cũng đã gần đến cái cầu thang. Bất giác tôi nhìn vào cái con đường tối thui ấy. Nhờ có mấy cái bóng đèn chập chờn ấy, tôi thấy người y tá lúc nãy cũng đang đi về phía mình. Tôi thầm nghĩ, không biết lúc nãy mình nói như vậy, bà ấy có nghe thấy không? Thôi, đé lên đưa đồ ăn cho cậu, kẻo cậu đợi lâu rồi. Nghĩ xong, tôi chạy một mạch lên tầng 3 và chạy về phòng của cậu. Chạy ngang qua phòng trực thì thấy đèn sáng và có mấy người y tá đang ngồi nói chuyện với nhau. Tôi thấy có cái gì đó là lạ, nhưng không để ý mấy mà chạy luôn về phòng đưa đồ ăn cho cậu. Cậu tôi ăn xong và lại nằm ngủ. Lúc đó tôi cũng nằm xuống nhưng không sao ngủ được. Tôi nghĩ chắc tại trong này bí quá nên đi ra ngoài hành lang đứng cho thoáng. Ra bên ngoài ngồi và nhìn xuống khoảng sân rộng của bệnh viện thì thấy có ai đó đang đi dưới đó. Nhìn kỹ ra thì vẫn là cô y tá đó. Nhưng sao có một cái gì đó là lạ mà tôi không thể giải thích được, đó là cái gì? Trong đầu tôi nghĩ, chắc là do mình suy nghĩ nhiều quá đó thôi, rồi lại không để ý nữa. Ngửa mặt lên trời hít một hơi thật sâu, cái khí lạnh của đêm mùa đông. Tôi lại nhìn xuống sân và giật mình vì cái bóng dáng cô y tá đó không còn ở đó nữa. Dụi mắt lại một lần và nhìn thật kỹ thì không thấy cô ta ở đó. Cả một khoảng sân rộng thênh thang, không có một chỗ nào để nấp. Cô ta đang đứng giữa sân thì không thể nào có thể biến mất một cách nhanh chóng như vậy. Chỉ trong vòng vài giây mà không còn thấy cô ấy nữa. Lúc này, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc cơ thể tôi. Không biết do gió mùa đông lạnh hay là cái hiện tượng tôi vừa nhìn thấy làm tôi ớn lạnh như vậy. Tôi rùng mình một cái rồi đi vào phòng. Cả phòng đã đi ngủ hết từ bao giờ. Chỉ còn mình tôi là còn thức nên cũng buồn. Tôi nằm xuống cái giường gấp được kê cạnh ở cái giường của cậu và nghĩ. Thật lạ là cô ấy biến đi đâu được nhỉ? Mà có một cái gì đó rất lạ. Có một cái gì đó mà thật khó giải thích. Cô ta có một cái gì đó khác với những người y tá khác. Nghĩ đến đây, tôi vùng dậy và chạy ra phòng trực của mấy người y tá vừa rồi. Thấy tôi chạy đến thì có một cô y tá trẻ đứng dậy hỏi. Có chuyện gì vậy em mà em chạy như ma đuổi thế? Tôi thấy đúng là mình chạy như ma đuổi thật nên trả lời. Chắc là em bị ma đuổi thật đấy chị ạ. Em bị con ma khác nó đuổi đấy. Chị cho em xin cốc nước với. Phòng em hết nước mất rồi. Cô y tá nhìn tôi cười rồi lấy cho tôi một ly nước đá. Cũng do không có việc gì nên tôi ngồi lại nói chuyện với chị y tá. Hai chị em ngồi buôn với nhau một lúc. Trong đầu tôi vẫn cứ thắc mắc giữa hai người y tá. Một người ngồi cạnh tôi bây giờ và cái người tôi thấy ở hành lang và dưới sân có một cái gì đó rất khác nhau mà tôi không thể giải thích được. Và tôi hỏi lại chị y tá. Chị ơi, cho em hỏi một chút là bệnh viện mình có nhiều y tá không? Và đêm như thế này thì có nhiều người trực không hả chị? Chị y tá trả lời. Y tá ở bệnh viện thì đếm sao hết được em. Có cả y tá thực tập vài tháng rồi lại đi.
nên khó nắm bắt được hết. Và ban đêm như thế này thì mỗi khoa chỉ có khoảng 3 đến 4 y tá trực cùng nhau với một bác sĩ thôi em ạ. Tôi lại thắc mắc, thế ở bệnh viện mình thì y tá có một mẫu đồng phục như thế này thôi ạ? À? Chị y tá nhìn tôi có vẻ khó hiểu. Sao em lại hỏi như vậy? Ở bệnh viện nào mà y tá chẳng mặc như thế? Nhưng bộ chị mặc là áo mùa đông, còn một bộ ngắn tay để mặc vào mùa hè nữa. Nhưng nó không có khác nhau là mấy, chỉ có khác là áo mùa đông nó dày và là áo dài tay thôi. Chị y tá nói đến đây thì tôi đã hiểu ra cái mà tôi đang thắc mắc là gì. Tôi đứng dậy và bảo em cảm ơn chị nhiều vì đã ngồi nói chuyện với em và giải đáp cho em một vấn đề rất quan trọng. Bây giờ em xin phép được về phòng, em mệt và buồn ngủ quá rồi. Chị y tá nhìn tôi với vẻ khó hiểu nhưng vẫn mở cửa cho tôi về. Khi đi dọc qua dãy hành lang, vừa đi tôi vừa nghĩ, tại sao bây giờ đang là mùa đông, mình còn phải mặc áo phao? Chị y tá kia thì mặc cả áo len, áo khoác. Còn cái thứ mình thấy ở sân lúc nãy, nó chỉ mặc mỗi cái áo cộc tay. Nó không biết xét là gì à? Mà nó là ai? Có phải y tá của bệnh viện này không? Mà nếu không phải y tá thì lấy đâu ra cái áo đó? Đang thắc mắc thì tôi chợt nhìn xuống sân bệnh viện. Lúc này tôi thấy cái người mặc áo trắng cộc tay ấy có gì đó lạ lạ. Nó đứng yên một chỗ, không di động, không nhúc nhích. Gió thổi rất to nhưng tóc của nó không hề bay. Tôi cảm thấy có một luồng điện chạy dọc sống lưng, lên đến tận đỉnh đầu. Trong tiềm thức, nó đang giục tôi. Chạy đi, chạy nhanh về phòng rồi đóng cửa lại. Nhưng vì cái tính tò mò, và cũng nghĩ là trước đã gặp ma một lần rồi không chết, thì bây giờ còn cái gì để sợ nữa? Nghĩ đến đây, tôi quay lại nhìn cái người đó thì không thấy đâu nữa. Đang không hiểu nó đi đâu, thì chợt tôi quay lại phía cầu thang xoắn ở phía bên kia hành lang. Thì tôi thấy ở đó, dưới một ánh đèn mờ ảo, có một bóng người đang từ từ đi lên. Lúc đó tôi không còn nghĩ được gì ngoài một từ chạy. Nhưng một lần nữa, tính tò mò lại thắng. Tôi đứng lại nhìn chằm chằm về cái phía người đang đi lên ấy. Vì khi lên đến nơi, tôi nhận ra cái áo trắng cộc tay và mái tóc cắt ngang vai đó. Tôi định quay đầu chạy, thì đèn hành lang phụt tắt. Nỗi kinh hoàng lên đến tột độ, tôi quay đầu lại chạy như bay. Cũng nhờ ánh trăng sáng nên tôi tìm thấy được đường và chạy thật nhanh về phía phòng cậu. Chạy được một đoạn thì đèn lại sáng. Tôi quay lại đằng sau thì không thấy ai cả. Tôi thở phào nhẹ nhõm và quay đầu lại đi tiếp. Thì tôi va phải một cái gì đó lạnh toát, làm tôi ngã ra đất. Đang định chỉ ai đó đi đứng kiểu gì, thì tôi chợt khựng lại. Miệng chỉ còn kịp nói câu ú ớ, thì tôi cảm thấy cổ họng của mình như bị chặn cứng lại. Khi nhìn thấy trước mặt mình là một đôi chân trần, trắng bệch như chân của người chết. Và khi tôi ngước mắt lên thì cái hiện ra trước mắt tôi là một người con gái, một người y tá. Da cô ta trắng bệch, từ cô ta tỏa ra một cái gì đó khiến tôi cảm thấy rất lạnh. Dù là mùa đông nhưng mồ hôi của tôi vã ra như tắm. Tôi định vùng dậy chạy về phòng nhưng không hiểu sao tôi lại ngẩng đầu lên nhìn về phía mặt cô ta. Tôi hét ầm lên và vùng dậy, gạt phăng cái thứ đứng trước mặt tôi sang một bên và chạy thật nhanh, chạy hết sức bình sinh về phòng và đóng chặt cửa lại, nhảy lên cái giường gấp và chùm chăn thật chặt. Nhắm mắt lại, cố ngủ nhưng không sao quên được những gì mình vừa thấy. Lúc tôi ngẩng mặt lên để nhìn mặt cô ta, thì một cảnh tượng thật hãi hùng đập thẳng vào mắt tôi. Đó là một khuôn mặt bị dập nát, với một bên mặt không còn một chút da nào, như bị mài xuống đường, và một con mắt lồi hẳn ra ngoài, treo lỏng thỏng ở hốc mắt. Khuôn mặt dí sát về phía mặt tôi và một nụ cười lạnh lẽo và ma quái. Sáng hôm sau, tôi quyết định đổi ca, mặc dù mình sẽ phải trông cậu thêm 4 tiếng buổi sáng nữa,
nhưng tôi cũng chấp nhận và tôi đổi được ca với cậu em họ tôi lớn hơn tôi 2 tuổi. Cả nhà rất ngạc nhiên vì quyết định của tôi, nhưng cũng không ai nghi ngợi gì. Và câu chuyện kinh hoàng lại diễn ra với em họ của tôi vào đêm hôm đó, khi nó trông cậu tại chính cái bệnh viện kinh dị này. Sau buổi sáng hôm đó, hai anh em chúng tôi về ngủ một giấc cho đến chiều, rồi cùng nhau lên kế hoạch cho đêm nay. Đêm hôm đó, theo đúng như kế hoạch, em tôi đến sớm để thay cho dì tôi như mọi khi. Mọi chuyện vẫn diễn ra một cách bình thường. Khoảng 23 giờ thì tôi đến. Lúc này, bệnh viện đã khá là vắng người. Ở ngoài sân, trên ghế đá chỉ còn một vài người nhà của bệnh nhân ở xa đến đang ngồi hút thuốc và kéo cái vạt áo để che đi những cơn gió lạnh cuối đông. Tôi bước thật nhanh trên dãy hành lang dài. Tôi cố bước thật nhanh và trong đầu đang suy nghĩ về tất cả những gì đã diễn ra trong 2 ngày vừa qua và những gì sắp tới mình sẽ làm. Mãi suy nghĩ, tôi đi đến gần cái cầu thang xoắn lúc nào không hay. Lúc này tôi bất giác nhìn về cái hành lang dẫn vào nơi mà ông bác sĩ kia bảo là cái nhà kho bị khóa. Cái hành lang tối om ấy không có một chút ánh sáng nào. Bóng tối bao trùm lấy tất cả và ta chỉ có thể tưởng tượng ra tất cả những gì đáng sợ nhất trên thế giới đang hiện hữu sau tấm màn màu đen kỳ bí đó và nó sẵn sàng nhảy bổ về phía ta bất cứ lúc nào. Đang miên man suy nghĩ thì một bàn tay chạm nhẹ vào vai từ phía sau. Tôi quay mặt lại và hét ầm lên, khi đằng sau tôi là một cô y tá. Cô ta cũng hét ầm lên vì thấy tôi quay lại và hét như vậy. Cô ta mắng tôi: "Đồ thần kinh, điên hay sao mà đứng đây, chắn đường chắn lối, rồi tự nhiên hét ầm lên thế. Có biết mấy giờ rồi không? Có để cho bệnh nhân người ta ngủ không hả?" Tôi xin lỗi rối rít và chạy thật nhanh lên tầng 3. Lên đến nơi, tôi chạy thật nhanh vào phòng gặp thằng em họ tôi đang ngủ trong đó. Hai đứa bắt đầu như đã bàn trước. Tôi lấy trong túi ra 2 cây đèn pin và 1 con dao nhỏ đút vào túi quần. Hai đứa ngồi trong phòng chờ đến qua 12 giờ đêm. Ngồi được một lúc thì trời chợt nổi gió to. Tôi và em tôi rủ nhau ra ngoài hành lang vì trong phòng oi bức quá. Hai anh em đứng được một lúc thì trời bắt đầu có hạt mưa. Những người ở dưới sân lúc nãy đã ra về hết và đa số phòng bệnh nhân đã tắt đèn. Chỉ còn một số phòng vẫn còn để điện sáng. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Khung cảnh bệnh viện bỗng dưng trở nên tĩnh mịch và ma quái. Gió bắt đầu một ngày lớn hơn, làm cho những cành cây khô lay động mạnh và kêu lên răng rắc. Tôi và em tôi biết là đã đến lúc mọi chuyện bắt đầu. Tôi và nó đi vào trong phòng và chuẩn bị cho những gì sắp làm và chuẩn bị cho những gì kinh hoàng sắp diễn ra trong cái đêm mưa xá lạnh này. Hai đứa cầm đèn pin và bước đi trên dãy hành lang tối tăm. Nước mưa hắt vào và để lại trên nền gạch đá hoa những vũng nước lớn. Gió mạnh làm đung đưa những bóng đèn neon trên trần nhà, khiến cho khung cảnh càng trở nên ảm đạm. Tiếng dép của hai đứa chúng tôi vẫn vang lên đều đặn dưới nền nhà. Hai đứa chúng tôi không ai nói với ai câu nào, nhưng cả hai đều biết cái gì sẽ đợi mình ở phía trước. Dãy hành lang kéo dài như vô tận, chúng tôi đi mà như đi trên con đường dẫn xuống địa ngục. Đi gần đến cái cầu thang, thì bỗng nhiên tất cả bóng đèn ở ngoài hành lang phụt tắt. Cả dãy hành lang trở nên tối om, chỉ còn một chút ánh sáng hắt ra từ cái cánh cửa phòng khép hờ, khiến cho cái dãy hành lang kinh dị này trở nên ma quái hơn. Chúng tôi bật đèn pin lên, đi tiếp một đoạn, thì đến cầu thang. Đứng ở trên nhìn xuống, tôi thấy bên xuống là một màu đen sâu thẳm, và cái cầu thang như một con rắn khổng lồ đang há miệng chờ chúng tôi nhảy vào. Hai đứa chúng tôi nhìn nhau và cùng quyết định đi xuống. Cái cầu thang xoắn dẫn từ tầng 3 xuống tầng 1, và khi đứng từ trên tầng 3, chỗ đầu cầu thang ta có thể thấy được phía sau bức tường ấy là một bãi đất trống, rộng và một tòa nhà đang được xây dở nằm trên khu đất đó.
Chúng tôi bắt đầu bước những bước thận trọng xuống bậc thang. Mỗi bước đi đều khiến chúng tôi cảm thấy như đang bước thêm một bước xuống địa ngục. Bên dưới tầng một tối om, chỉ còn phòng trực của bác sĩ là còn sáng đèn. Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Tôi và em tôi bước xuống dãy hành lang. Tôi và em tôi bước xuống dãy hành lang và xem xét chung quanh. Cả một khoảng sân trắng xóa vì mưa lớn. Những bóng đèn pha chiếu sáng ở sân, hát bóng của những cái cây to lớn vào bức tường. Những cái bóng ấy như những cánh tay ma quái đang vươn ra vồ lấy chúng tôi. Chúng tôi đi đến ngay trước cái hành lang dẫn vào nhà kho. Dãy hành lang không hề có một chút ánh sáng nào. Tối tăm và tạo cho người ta có cảm giác nó sâu hun hút. Một cơn gió mạnh thổi từ cái hành lang ấy ra khiến chúng tôi rùng mình. Tôi bảo em, có gió ở bên trong, chứng tỏ là đầu bên kia chắc chắn phải có cái sân, hoặc một cái gì đó thông chứ không phải là đường cụt. Em tôi gật đầu đồng ý. Vâng, nhưng mà em hơi bị run, lỡ đâu cây con ấy nó lù lù xuất hiện thì làm thế nào? Tôi bảo nó, mày đã đồng ý đi đến đây rồi, thì bây giờ quay lại cũng không có kịp nữa. Bây giờ chỉ còn nước bước vào thôi, rồi sau đó thì đến đâu tính đến đó. Nó im lặng không nói gì, và chúng tôi bắt đầu bước lên phía trước. Nhờ có ánh đèn pin mà chúng tôi nhìn thấy được quang cảnh bên trong của dãy hành lang. Dãy hành lang rất sạch, dưới nền nhà và hai bên bức tường đều được lát đá hoa màu trắng. Trần nhà được sơn màu xanh lá cây, không hề có rêu mốc hay mạng nhện gì bám ở trên tường. Chúng tôi vẫn tiếp tục tiến về phía trước, và bất ngờ em tôi nó chỉ tay về phía trước và nói, đằng trước có ngã rẽ kìa anh, mình phải đi lối nào bây giờ? Hay là mình chia nhau ra làm hai hướng, mỗi đứa đi một hướng, có gì thì hét lên và đứa kia sẽ quay lại cứu. Tôi gắt lên với nó, mày điên à, có hai đứa bây giờ mà tách ra rồi, lúc chết ra đấy thì ai cứu kịp? Bây giờ anh em mình rẽ sang bên phải. Tại tao thấy đó là đường cụt, vì đằng sau cái bệnh viện này là khu công trường xây dựng mà, không ai để hành lang thông ra đó bao giờ cả. Anh em mình rẽ phải đi, đi hết đường đó xem có cái gì không rồi quay lại, như thế an toàn hơn. Em tôi tán thành ý kiến của tôi, và hai đứa đi thật nhanh về phía lối rẽ ấy. Càng vào sâu bên trong thì càng tối. Ánh sáng duy nhất của hai anh em tôi là từ hai cây đèn pin cầm trên tay. Tôi và nó cùng rẽ phải và dọi đèn khắp nơi. Đi được một đoạn thì đúng là đường cụt. Chúng tôi soi đèn ra xung quanh thì thấy có thêm hai cánh cửa. Chiếu đèn lên đó thì thấy đó là phòng xét nghiệm. Cả hai cánh cửa đều khóa kín từ bên ngoài bằng sợi xích rất to. Không hiểu nguyên nhân nhưng chúng tôi thấy đây không phải là nơi nên ở lâu, nên cả hai đứa đi ra. Đang đi ra thì chúng tôi nghe thấy có tiếng nước tong tong trên nền nhà, và em tôi bị nó nhỏ trúng đầu. Nó đưa tay lên lau chỗ nước đó và lẩm bẩm, bệnh viện gì mà tầng một cũng bị dột thế này, mà không biết nước gì mà dính vậy. Nghe đến đây tôi bảo, chắc đường ống nước nó bị dò, chứ mưa gì mà dột được vào trong này, mày bị điên à? Nó bảo, nhưng mà sao nó cứ chảy theo chân mình thế, khó chịu quá. Nghe đến đây, tôi cảm thấy có gì không ổn, liền quay lại soi đèn vào tay nó. Nó hét ầm lên, cái thứ nước dính trên bàn tay nó không phải cái gì khác mà là máu. Máu nhỏ từ trần nhà xuống đầu nó, và nó dùng tay quệt cả lên bàn tay của nó dính đầy máu. Nó ngã ra đất, ú ớ không nói nên lời. Tôi cầm đèn xoay lên trần nơi máu nhỏ xuống, thì cả tôi và nó cùng kinh hoàng hét lớn. Sau đó, tôi và nó cùng bỏ chạy. Cái mà chúng tôi nhìn thấy trên trần không phải là máu, mà là một cô y tá đang bay lơ lửng ngay trên đầu thằng em tôi, và máu từ mắt và mặt của nó chảy tong tong xuống đầu em tôi, khiến mặt và đầu nó đầy máu là máu. Tôi và nó cùng chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó. Nó cầm cái đèn pin ném về phía con ma đó,
và chúng tôi chạy ra phía dãy hành lang. Khi ra ngoài đường, chúng tôi lạc nhau và mỗi người rẽ một hướng. Tôi chạy vào sâu bên trong, còn em tôi nó chạy ra phía ngoài sân bệnh viện. Tôi chạy hết dãy hành lang thì đến một khoảng sân rất rộng, và ở đó có một tòa nhà lớn, xây theo kiến trúc kiểu nhà thờ châu Âu. Nhìn bề ngoài có lẽ nó được xây dựng từ rất lâu rồi. Tôi dọi đèn pin xem xét xung quanh một vòng. Ở đây, khoảng sân rất rộng, nhưng không trồng được bất cứ cây nào, mà chỉ có một vài cây nhỏ khô héo và một vài bàn ghế cũ kỹ được vứt lăng lóc ngoài sân. Tôi đi về phía cánh cửa của tòa nhà. Cánh cửa rất lớn, được sơn màu vàng, bị khóa bằng một cái xích và một cái ổ khóa rất to, đã hen gì, có lẽ nó đã bị khóa lại lâu lắm rồi. Tôi lùi ra xa để xem kỹ cái tòa nhà ấy, thì thấy bên cạnh cánh cửa ấy còn có một cái cửa sổ bằng kính, bụi bám mờ và đã bị nứt một chút. Tôi nghĩ chắc chắn đây là cái nhà kho mà ông bác sĩ kia nhắc đến, và tôi ngé đầu qua cửa sổ để nhìn vào trong quan sát. Bên trong tối om, và do bụi bám lâu ngày nên tôi không thể nhìn rõ. Đang chăm chú nhìn vào đó, thì rầm một cái, một bàn tay và một khuôn mặt đầy máu hiện lên ngay sát mặt tôi, chỉ cách mặt tôi một tấm kính. Tôi giật mình nhảy ngược về phía sau và rút con dao nhỏ trong túi quần ra để phòng bị. Lúc này, cái thứ ở bên trong nó đạp mạnh hơn vào tấm kính, và chả mấy chốc tấm kính vỡ tan ra. Cái thứ ấy bỏ ra ngoài và nhìn chằm chằm về phía tôi. Lúc này tay tôi cầm dao thủ thế, nhưng não bộ của tôi thì chỉ còn nghĩ đến một từ là chạy, và lý trí đã thắng sự tò mò. Tôi bỏ chạy thật nhanh về phía cái hành lang tối tăm ấy. Chạy thật nhanh, và trong cái hành lang tối tăm ấy vang lên một âm thanh rất quen thuộc. À! Tiếng hét của thằng em tôi vang lên như xoáy vào màng nhĩ của tôi. Tôi lại càng chạy nhanh hơn vì nghĩ nó đã có chuyện gì xảy ra rồi. Tiếng thét ngày một gần, và khi đến đoạn ngã ba thì tiếng thét nứt hẳn. Tôi soi đèn khắp nơi, và đột nhiên một bàn tay túm lấy chân tôi. Tôi cúi xuống và soi đèn về phía cánh tay ấy, thì thấy em tôi. Thằng em họ tôi đang nằm dưới đất, nhưng sao nó chỉ có một nửa thân trên. Một nửa khuôn mặt nó cũng bị ai đó lột mất một mảng da, để lộ ra phần cơ mặt nhìn rất kinh dị. Tôi hoảng hốt thật sự, không biết phải làm thế nào, thì bất ngờ nó chồm lên người tôi, hai tay định bóp cổ tôi, và miệng nó nở một nụ cười ma quái. Lúc này, bản năng sinh tồn trong tôi trỗi dậy. Tôi nhớ ra con dao nhỏ vẫn còn cầm trên tay, và vung lên đâm mạnh vào đầu thằng em họ. Lưỡi dao cắm ngập vào đầu nó, và tôi thấy nó không cử động được nữa. Tôi đẩy mạnh nó ra và chạy về phía cầu thang. Tôi cố gắng lấy hết sức bình sinh chạy thật nhanh, và cuối cùng tôi cũng đã lên được tầng 3 của tòa nhà. Lúc này tôi đã quá mệt mỏi và lững thững đi bộ về phía phòng của cậu tôi. Đi được một đoạn thì tôi nghe thấy tiếng dép vang lên sau lưng. Quay đầu lại nhìn xuống cầu thang thì thấy thằng em họ của tôi đang chạy lên như bay. Lúc này, trong đầu tôi thoáng có một ý nghĩ. Nó chưa chết hay sao, mà còn đuổi theo mình, mà mình cũng chẳng còn gì để tự vệ nữa rồi. Quả này nó bắt được mình thì xong. Chắc nó cũng thành giống con y tá kia rồi. Nghĩ đến đó, tôi bắt đầu chạy. Nhưng do quá mệt, tôi không thể chạy được nữa, và nó đã bắt kịp tôi. Nó quay sang tôi và bảo, Chạy đi nhanh lên, nó ở đằng sau. Tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu điều gì, thì nó túm lấy tay tôi và bảo, chạy đi hay muốn chết cả lũ. Tôi chạy theo nó và chạy đến nửa phòng cậu. Chúng tôi mở cửa ra và định chạy vào, thì thấy trên giường cậu có một cô y tá đang ghi chép cái gì đấy. Tôi thắc mắc giờ này sao còn có người ghi chép ở đầu giường cậu tôi. Nghĩ đến đây thì cô y tá đó quay đầu lại. Chúng tôi một lần nữa hét ầm lên vì thấy cô y tá đó chính là cái thứ mà hai chúng tôi đã gặp ở hai đêm trước. Nó bước ra gần về phía chúng tôi. Lúc này, chúng tôi không còn sức để chạy nữa. Cả hai đứa nghĩ bây giờ hối hận cũng đã muộn và đang định phó thác cho định mệnh,
thì bỗng thằng em tôi chỉ cho tôi hướng thoát duy nhất bây giờ là cái nhà vệ sinh. Chạy đến đó và nhảy lên cái nóc nhà vệ sinh, rồi trèo ra ngoài đường. Đó là lối thoát duy nhất của chúng tôi lúc này. Tôi nghĩ bây giờ kiểu gì cũng chết, ngồi đây cũng chết, mà chạy theo em tôi thì có cơ hội sống sót, nên đánh liều là chạy theo nó, dốc hết sức còn lại. Tôi chạy đến và nhảy lên nóc cái nhà vệ sinh. Nhưng do không còn đủ sức nữa, nên tôi đã bị trượt chân. Hai tay bám vào gờ bê tông của cái mái nhà. Do là nhà mái bằng và rêu phủ đầu trên mái, cùng nước mưa trơn nên tôi suýt bị trượt tay. Ngã. Lúc này tôi nhìn xuống thì có một cái bóng đen đi từ nhà vệ sinh ra. Cái bóng đen ấy chỉ có một nửa người và bay lơ lửng trên không trung. Nhìn về phía hành lang thì thấy con y tá ấy đang đi về rất nhanh. Tôi hoảng loạn thật sự và lấy hết sức tàn còn lại để trèo lên cái mái nhà. Và cuối cùng cũng trèo lên được. Tôi chưa biết bước tiếp làm sao, thì thằng em tôi đứng ở mái nhà phía đối diện gọi tôi. Bên này anh Dũng ơi, nhảy qua đây nhanh lên. Tôi nghĩ nhảy cũng chết mà không nhảy cũng chết. Bây giờ muốn sống thì phải nhảy. Và tôi đặt cược tính mạng vào cú nhảy này. Tôi chạy lấy đà và nhảy thật nhanh về phía đứa em họ tôi. Khi gần sang đến nơi thì tôi thấy em họ tôi rất lạ. Ánh mắt của nó sáng lên một cách kỳ lạ. Nụ cười của nó nhìn một cách ma quái, giống hệt như lúc tôi gặp nó trong cái hành lang kinh dị kia. Tôi nhảy sang đến nơi và nó không hề giúp tôi giữ thăng bằng, mà nó đẩy mạnh tôi một cái khiến tôi ngã ngửa về phía sau. May sao, cái mái nhà thấp và phía dưới có một đống cát người ta đổ ở đó, nên tôi thoát chết trong gang tấc. Và khi nhìn lên mái nhà, thì trên đó không hề có cái gì khác ngoài những cành cây đang đung đưa theo gió. Lúc này mưa đã tạnh. Tôi đứng dậy, người đầy cát và tay tôi bị chật khớp. Tôi chạy ra phía ngoài đường và ngồi vào một quán nước gần đó đợi trời sáng. Lúc đó là 4:30. Sáng hôm sau, tôi quyết định quay lại bệnh viện và lên phòng cậu, thì thấy thằng em họ tôi đang ngồi ở đó. Tôi mới hỏi nó, sao mày ngồi ở đây? Mà đêm qua lúc anh với mày chạy mỗi đứa một ngày, thì sau đó như thế nào? Nó ngơ ngác trả lời tôi, đêm qua em chạy cùng anh bao giờ? Đêm qua em mệt quá nên không đi, định alo cho anh nhưng có được đâu. Em gọi cho dì thì dì bảo là anh lên nhận thay ca giúp em rồi mà. Không tin thì anh hỏi cậu đây thì biết. Mà anh đi đâu từ sáng đến giờ thế? Không trông cậu mà chạy đi đâu mà ướt như chuột thế kia. Lúc này tôi đã hiểu đêm hôm qua chuyện gì đã xảy ra với tôi, và thật may mắn là tôi còn giữ được tính mạng cho đến bây giờ. Tôi không trả lời nó mà đi xuống dắt xe ra về. Từ đó về nghe đọc truyện.net